Thưa quý vị và các bạn, trước những ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 tại các tỉnh thành phố phía Bắc, được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, công dân, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, với tinh thần dường cơm sẻ áo, thể hiện trách nhiệm, tình thương yêu đùm bọc giúp đỡ đối với đồng bào vùng bị bão lũ tàn phá. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, những ngày qua, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân An Giang đã và đang chung tay hướng về đồng bào miền Bắc với nhiều việc làm thiết thực nhằm xoa dịu sẻ chia những đau thương mất mát với người dân vùng bão lũ. Theo đó, cùng với các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh, Quỹ tín dụng Nhân dân Mỹ Phước thành phố Long Xuyên tổ chức đợt phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 3. Với tinh thần tất cả yêu thương hướng về đồng bào miền Bắc ảnh hưởng bão lũ, cán bộ nhân viên của đơn vị đã trích một phần thu nhập của mình gửi đến bà con vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thể hiện trách nhiệm, tình yêu thương, đùm bọc giúp đỡ đối với đồng bào đang gặp thiên tai. Những hình ảnh đó làm mình cảm thấy đau lòng, sự mất mát quá lớn. Miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì như là liền khúc ruột. Thì chứng kiến những cảnh đó, tự trong mình suy nghĩ là sẽ có cái gì đó để mà ủng hộ cho bà con miền Bắc. Mặc dù nó không nhiều nhưng mà cũng là để ấm lòng, để động viên những bà con miền Bắc mà đang gánh chịu lũ lụt. Và một mặt nữa thì cũng muốn lan tỏa đến tất cả mọi người để mọi người cùng nhau hợp sức, gian tay giúp đỡ cái khoảng khó khăn này. Những ngày qua, thông qua số tài khoản và điểm tiếp nhận trực tiếp tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã tiếp nhận sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã khẩn trương kêu gọi các tổ chức cá nhân, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ và đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ. Tại huyện Phú Tân, cùng với chính quyền các cấp và nhân dân trong huyện, thầy và trò trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã trích một phần thu nhập đối với giáo viên và đóng góp một ít từ tiền ăn sáng hay tiền tiết kiệm đối với học sinh, ủng hộ đồng bào vùng lũ vượt đi những khó khăn trước mắt. Với một chút sự nhỏ nhoi về mặt tình cảm, mặt tinh thần cũng muốn ủng hộ một phần nào để giúp cho người dân miền Bắc cảm thấy là ấm lòng hơn giữa cái cơn bão lạnh lẽo vừa qua. Tuy rằng những phần quà thì nó không có lớn, nhưng về tinh thần thì tập thể học sinh của trường gửi lời chia sẻ và động viên đồng bào mình vượt qua khó khăn. Thì phải nhắn nhủ đồng bào mình rằng bên cạnh những khó khăn thì còn có những anh em, đồng bào và các học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An luôn luôn theo dõi và hướng về đồng bào. Những ngày qua, trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, bằng nhiều hình thức phù hợp, nhiều tổ chức, nhóm thiện nguyện, tổ chức cá nhân, doanh nghiệp cùng nhau ủng hộ kinh phí, hàng hóa, nhu yếu phẩm để gửi tặng đồng bào vùng lũ. Người có của góp của, người có công góp công, có ích góp ích, có nhiều góp nhiều, cùng hỗ trợ để giúp người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Tại vì em thấy nhiều người người ta mất hết, người ta mất hết nhà, hết cửa, mất hết người thân đó chị. Thực là cái động lực mà để mà sống được nếu như mình ở trong cái hoàn cảnh đó là em thấy nó rất là ít luôn á. Nên em hy vọng mọi người hãy cố gắng lên để mình có thể là vượt qua hết tất cả chị. Hành trình phục hồi sau bão lũ còn rất gian nan. Để không ai bị bỏ lại phía sau bão lũ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục kêu gọi sự đóng góp, hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân, mạnh thường quân, chung tay hướng về đồng bào vùng lũ miền Bắc, nhằm chia sẻ động viên đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, nhằm tạo một sân chơi đầy ý nghĩa nhân ngày Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi người dân tộc Chăm, hôm qua 14 tháng 9, tại ấp Lama, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, nhóm thiện nguyện Quỹ Trăng Rằm, An Giang phối hợp với trường tiểu học B Vĩnh Trường và Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Trường tổ chức chương trình Mang Trăng về Lama. Đến dự có đồng chí Quách Tố Giang, Bí thư huyện ủy An Phú. Lần đầu tiên cùng các bạn được vui chơi Tết Trung Thu, được xem múa lân, ảo thuật, văn nghệ, giao lưu với chị Hằng, chú Cụi và được tặng quà.
Em châu dò đi giá, cảm thấy thích thú vì lần đầu tiên được tham gia các hoạt động như thế này. Con cảm thấy rất vui vì được tổ chức Trung thu lớn như vậy. Và con cảm thấy vui vì được nhận quà và xem mấy anh chị biểu diễn như là múa lân và hát. Năm sau con muốn được tổ chức lớn như thế này nữa. Trường tiểu học B Vĩnh Trường có gần 650 em học sinh, gồm hai điểm chính và phụ. Trong đó phần lớn là học sinh người dân tộc Chăm, đời sống còn nhiều khó khăn. Cha mẹ đi làm ăn xa, không có điều kiện lo vui Trung thu cho các em. Nên việc tổ chức lễ hội Trung thu vui vẻ như thế là niềm động viên rất lớn để các em phấn đấu học tốt hơn. Từ trước đến giờ thì Tết Trung thu nhà trường chỉ tổ chức trong nội bộ thôi. Riêng năm nay thì được cái nhóm Quỷ Trăng Rằm đó thì tổ chức như thế này đó thì đã tạo được tiếng vang đối với vùng đồng bào dân tộc và đặc biệt là bà con ở xã Vĩnh Trường. Thì trong cái buổi tổ chức hôm nay đó thì có rất nhiều bà con đến cùng tham dự với nhà trường và với nhóm thiện nguyện Quỷ Trăng Rằm. Trong cái dịp này đó cũng đã nâng cao được nhận thức cho bà con vùng đồng bào thiểu số về cái sự cần thiết của quá trình học tập đối với học sinh dân tộc. Thì tôi hy vọng rằng sau chương trình này thì học sinh của nhà trường sẽ đến trường nhiều hơn và coi ngôi trường của chúng ta hôm nay đó là một ngôi nhà chung và mỗi ngày đến trường đó là một niềm vui. Tại chương trình, nhóm thiện nguyện Quỹ Trăng Rằm An Giang tổ chức trao 500 phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi trường tiểu học B Vĩnh Trường. Mỗi phần quà trị giá trên 200.000 đồng và trao 10 triệu đồng cho nhà trường để trao 20 suất học bổng cho em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ngoài ra, nhóm thiện nguyện Quỹ Trăng Rằm An Giang còn tổ chức khám bệnh, hớt tóc, chụp hình chân dung miễn phí và tặng trên 500 ly trà sữa cho các em thiếu nhi. Mỗi năm một lần vào Trung thu thì nhóm thiện nguyện Quỹ Trăng Rằm đều chọn một cái địa điểm đặc biệt nhất của tỉnh An Giang để tổ chức. Và chúng tôi đem đến những cái món quà là những tình thương của các mạnh thường quân ở khắp nơi gửi về để cùng chia sẻ, cùng vui với cháu một Trung thu thật là vui vẻ. Và qua đó thì tặng thưởng em những học bổng cho những cháu hoàn cảnh khó khăn để động viên các cháu học giỏi hơn. Bởi vì đây là những nơi có những hoàn cảnh được khó khăn hơn những người khác. Vậy chúng tôi sẽ đem đến niềm vui cho các cháu nhiều hơn. Đây là lần thứ 7 liên tiếp nhóm thiện nguyện Quỹ Trăng Rằm An Giang mang trăng về vùng biên giới, dân tộc trong tỉnh nhằm động viên khích lệ, tạo không khí ấm áp, vui tươi để các em thiếu nhi nói chung, các em thiếu nhi người dân tộc trên khu vực biên giới An Giang nói riêng nỗ lực học tập, rèn luyện phấn đấu, trở thành con ngoan trò giỏi, đồng thời góp một phần cùng với chính quyền địa phương chăm lo cho các em có một sân chơi Trung thu đầy ý nghĩa. Thưa quý vị, với sự chỉ đạo sát sao, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban An toàn Giao thông tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tháng 9 có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục được duy trì và ổn định. Tính từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9 năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh An Giang đã xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 9 người, bị thương 10 người. So với 2 tháng liền kề trước đó, tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí về số người chết và số người bị thương. Đặc biệt, trong 4 ngày nghỉ lễ 2 tháng 9, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Về công tác kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 5.563 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.947 phương tiện, xử phạt 4.781 trường hợp với số tiền trên 10 tỷ đồng, tước có thời hạn 1.064 giấy phép lái xe, 6 phù hiệu và 1 giấy phép chứng chỉ hành nghề, phạt cảnh cáo 191 trường hợp. Từ nay đến cuối năm là thời điểm bước vào năm học mới. Mùa mưa bão năm 2024 và cũng là giai đoạn chuẩn bị đón Tết Dương lịch năm 2025, Tết Nguyên đán. Vì vậy, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng mạnh, đặt ra áp lực lớn đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Để đạt mục tiêu tối thiểu phải kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2023 theo kế hoạch đề ra, Ban An toàn Giao thông các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục duy trì các giải pháp, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường mở các đợt cao điểm, thực hiện quyết liệt các giải pháp tình thế, chuyên đề thích hợp cho từng thời điểm nhạy cảm về trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác tuyên truyền luật giao thông đến đông đảo quần chúng nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động triển khai và thực hiện nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị
trong việc tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, người tham gia giao thông tự giác nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nhất là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị. Thứ hai là tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là trong các cái khung giờ là từ 18 giờ đến 24 giờ. Công tác xử lý vi phạm về những cái nguyên nhân là cái lỗi trực tiếp gây nên tai nạn giao thông như là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, đi sai phần đường, vượt không đúng quy định, vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, kiên quyết xử lý các cái hành vi mà chống người thi hành công vụ và các cái hành vi mà cổ vũ đua xe trái phép. Trong đó là chú trọng là tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về luật giao thông đường bộ để các em nắm và ý thức chấp hành. Tiếp tục xây dựng, triển khai các cái phương án, các kế hoạch về phòng chống ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức đua xe trái phép, tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng cũng như là chống người thi hành công vụ. Tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Trong đó là chú trọng đổi mới về nội dung, về hình thức tuyên truyền. Đặc biệt là chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện có cái hiệu quả cái mô hình cổng trường an toàn giao thông cũng như là sẽ nhân rộng các mô hình này đến các cái trường trung học cơ sở, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát khép kín trên tất cả các tuyến địa bàn, đặc biệt là trong đó tập trung tuần tra kiểm soát những cái tuyến địa bàn phức tạp về an toàn giao thông hoặc là những cái tuyến địa bàn thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các cái trường hợp điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có nồng độ cồn, có chất ma túy, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành tín hiệu đèn, sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan chức năng cấp. Bên cạnh đó, tăng cường cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông đi đôi với khắc phục các điểm đen tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, quyết liệt trong tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.